Chu Lai là mảnh đất hấp dẫn du khách với thiên nhiên tuyệt đẹp, có núi, có biển, vừa hoang sơ bí ẩn, vừa thơ mộng trữ tình. Đến với Chu Lai, bạn không thể bỏ lỡ hàng loạt địa danh nổi tiếng như bãi biển Mỹ Khê, đồng mới Sa Huỳnh, đảo Lý Sơn, cũng như nền ẩm thực đặc trưng với vô vàn món ăn ngon như ram thịt nướng, bún chả cá, bánh tráng đập, v.v. Nếu có dự định du lịch Chu Lai, bạn hãy lựa chọn khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 9 hàng năm nhé. Giai đoạn này ở Chu Lai đang là mùa khô nên thời tiết vô cùng mát mẻ, dễ chịu để bạn thỏa thích tham quan, khám phá. Hiện nay, vé máy bay Hồ Chí Minh Chu Lai đang được 4 hãng hàng không nội địa khai thác với tổng tần suất 12 chuyến mỗi ngày. Trung bình giá vé máy bay chặng Sài Gòn Chu Lai rơi vào khoảng 499.000 đồng đến 1.780.000 đồng một chiều chưa thuế phí. Tuy nhiên, nếu biết cách săn vé, bạn hoàn toàn có thể sở hữu tấm vé giá rẻ từ Hồ Chí Minh Chu Lai chỉ từ 209k. Cùng Best Price tìm hiểu ngay bí kíp săn vé máy bay Sài Gòn Chu Lai giá rẻ chỉ từ 209k bây giờ nhé. Bí kíp đầu tiên, săn vé đi Chu Lai vào mùa du lịch thấp điểm, từ tháng 10 đến tháng 5 là mùa thấp điểm tại Chu Lai. Đặt vé trong giai đoạn này, bạn hoàn toàn có thể sở hữu tấm vé máy bay với giá phải chăng nhất. Bí kíp thứ hai, mua vé càng sớm càng tốt. Bạn nên mua vé máy bay trước ngày khởi hành dự định 2 đến 3 tháng để có nhiều lựa chọn về hãng bay, thời gian bay, vị trí ngồi cũng như tránh được tình trạng cháy vé. Bí kíp thứ ba, chủ động cập nhật các chương trình ưu đãi của các hãng hàng không, đăng ký nhận thông báo từ bestprice.vn để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin khuyến mại nào. Bí kíp thứ tư, lựa chọn các chuyến bay đêm hoặc sáng sớm nếu có để có giá vé ưu đãi hơn các khung giờ bay đẹp trong ngày. Bí kíp cuối cùng mà bạn cần lưu ngay lại chính là sử dụng chức năng săn vé máy bay giá rẻ tại bestprice.vn. Để dễ dàng săn được vé giá rẻ Hồ Chí Minh Chu Lai tại bestprice.vn, bạn hãy thao tác theo các bước như sau nhé. Đầu tiên, bạn truy cập vào website bestprice.vn và chọn dịch vụ vé máy bay. Sau đó, điền thông tin vào các ô trên màn hình để tìm kiếm vé. Điểm đi là Hồ Chí Minh, điểm đến là Chu Lai. Chọn thời gian bay mong muốn và số lượng hành khách. Nhấp tính năng tìm vé rẻ nhất và bấm tìm chuyến bay. Ngay sau đó, hệ thống sẽ hiển thị bảng vé Sài Gòn đi Chu Lai với giá rẻ theo tháng. Để thay đổi thông tin tìm kiếm, bạn kéo lên phía trên. Hoặc lọc hãng, lọc thời gian bay bằng các ô tương ứng trên góc phải bảng giá. Click chọn ngày bay có giá vé rẻ nhất phù hợp với mong muốn của bạn rồi nhấp chọn tôi muốn mua vé này. Ta-da! Tấm vé Hồ Chí Minh Chu Lai giá chỉ từ 209k của bạn đã hiện ra rồi đây. Bạn click vào giá vé để xem tổng giá đã bao gồm thuế phí. Nhấp vào chi tiết vé để xem thêm các thông tin về điều kiện hoàn, hủy, thay đổi vé cũng như quy định về hành lý. Bấm tiếp tục rồi điền thông tin hành khách, thông tin liên hệ và các ô được đánh dấu sao trên màn hình. Nhập mã giảm giá nếu có và click tiếp tục. Tiếp theo, bạn lựa chọn một hình thức thanh toán phù hợp trong số các kênh thanh toán tại Best Price, rồi kéo xuống dưới tích vào ô tôi đồng ý với các điều khoản và điều kiện về đặt dịch vụ trên website của Best Price. Bấm tiếp tục để hoàn tất quy trình đặt vé. Việc cuối cùng bạn cần làm chính là đợi một cuộc gọi xác nhận từ Best Price và tiến hành thanh toán là xong. Săn vé máy bay Hồ Chí Minh Chu Lai giá rẻ tại bestprice.vn thật đơn giản đúng không nào? Bạn đã nắm rõ các bước săn vé máy bay Sài Gòn đi Chu Lai giá rẻ chỉ từ 209k tại Best Price chưa? Nhìn cách săn vé ngay hôm nay để thỏa sức phi vu tới thành phố Chu Lai xinh đẹp mà vẫn tiết kiệm chi phí. Trong quá trình đặt vé, nếu có bất kỳ thắc mắc nào, bạn vui lòng liên hệ Best Price qua số tổng đài 1900 2605 để được tư vấn nhanh chóng nhất.